Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ơi, Kai ơi, rốt cuộc khi nào thịt nó mới chín đây, tôi thèm quá à, cho tôi ăn miếng được không? Đây nè, trời mình tỉnh đi trai nè, đó, đây rồi đó, bạn đợi cái hành này lên nè. Rồi đó, chín rồi đó, ăn đêm nội. Trời ơi, okay, trời ơi, đang thèm thì sáng giờ chưa ăn gì hết, từ từ tôi ăn à, trong đây có 5 miếng à, tôi ăn 4 miếng thôi, tôi chừa cho bạn 1 miếng nha. Bạn thấy vậy, tôi chưa kịp ăn luôn á, trời đất ơi, thôi ăn miếng này vậy. Thôi bây giờ nha, bây giờ là có 4 miếng thì giờ tôi, vậy ta có 5 miếng thì tôi ăn 4 miếng cho bạn ăn 1 miếng thôi, tại bạn đang giảm cân mà đúng không? À, thôi vậy. Trời ơi, đại dịch này mà còn giảm cân nữa. Thôi, đại dịch thì đại dịch chứ mình giảm cân vẫn phải giảm cân nha Kai. Ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc của Kai thì Kai vẫn phải thực hiện chứ. Thôi Kai, bây giờ ra ngoài đây giới thiệu cho mọi người biết đi. Ok, từ tính ra bây giờ chỗ này laser không à, từ từ đi mình đập này ra chắc ăn mày ơi. Rồi, ra ngoài thôi. Phong ơi. Có một cái mà mình chưa có làm đó chính là bên đây nè Phong. Ê, tính ra mình có thể đi qua đi lại bên đây nè Phong. Ừ ha, tính ra mình xây cái cửa bên đây mà bên này mình không lắp lại ha. Thôi cởi đi Kai, cũng như không luôn. Cởi đi mệt quá. Bây giờ ra ngoài đây mình giới thiệu cho mấy bạn fan biết nè. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết phần 3 nha mọi người nha. Và hôm nay các bạn có thấy gì đằng sau lưng của mình không? Xin giới thiệu với bạn nha, đây chính là cái ruộng mà mình với Kairon nguyên một ngày hôm qua đã rất là cố gắng đi tìm người ta dưa hấu nè, đi tìm hạt bí ngô nè, với lại lúa để bọn mình trồng á bạn ơi. Còn mấy bà nữ, không, khoan từ nhắc đến mấy bà nữ mới nhớ. Ủa Kai, tính ra là Simi với Sammy đâu? Không nhớ là mấy bà đó ngồi chơi máy tính đụng qua tới giờ ngủ luôn hả? À trời ơi bạn ơi, mấy bà nữ bạn, trong cái mùa đại dịch zombie như thế này, quá trời quái vật xuất hiện ở trong làng, hai bà vẫn cứ gọi là nhẫn nhơ y như là không có chuyện gì xảy ra vậy các bạn. Suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ rồi chơi game không à. Chỉ có hai đứa mình và Kairon nè, phải suốt ngày đi kiếm gọi là dưa hấu nè, bí ngô nè, lúa đem về nhà chồng để có đồ ăn làm cho mấy bà ăn. Đó, mày thấy không? Quá trời lúa nè, mà khoan từ. Khổ quá trời luôn á. Bên đây mình cho bạn coi nữa nha. Bên đây mình còn nuôi thêm cả gà nè, bò nè. Ok, tính ra là ông không chịu đóng chuồng gà tôi chạy hết trơn. Tôi quên đóng chuồng gà, trời ơi, gà vô đây gà ơi. Trời ơi là trời ơi. Tính ra là hôm qua các bạn, hôm qua mình với Kai mới vừa đi ra ngoài kia bắt được hình như là nguyên cái chuồng gà to đùng luôn, bây giờ còn được có hai con. Cái gì kỳ vậy? Đi vô đây gà đây. Ê con này đóng vô bạn ơi, con này không vô thôi mình làm thịt nó luôn đi. Mày nè, không chịu vô làm thịt luôn rồi ok. Kai, đóng lại. Ông có tin là tôi nhốt ông, tôi nuôi ông thay nuôi gà, tôi lấy thịt ông tôi ăn thay thịt gà ông. Hả? Kỳ vậy? Sao vậy? Thôi ôi, hôm qua bắt được quá trời, gần cả ngàn con gà luôn, bây giờ trống trơn không còn con nào hết, mệt ông ghê trời. Còn có hai con rồi mà hai con sao sống đây. Ôi Kai ơi là Kai, tại sao không chịu đóng chuồng gà lại vậy hả? Trời là trời. Ừ, nó chạy nữa kìa. Nó chạy kìa. Bực quá mà con gà này chạy nè. Làm thật luôn. Bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chuồng gà là coi như là xong rồi các bạn ơi. Kairon quên đóng chuồng gà, gà nó chạy ra ngoài hết trơn rồi. Bây giờ là tôi phạt ông là phải đi kiếm thịt gà về tôi. Hiểu không? Ôi cái gì mà đi kiếm thịt gà trời. Bây giờ ngoài kia zombie quá trời, tôi đâu đi được đâu. Không đi được cũng phải đi. Bây giờ tôi có một cái này sáng chế rất là hay luôn. Tôi sẽ cho ông để ông đi chung với tôi đi kiếm mấy con gà về nuôi. Chứ bây giờ không nuôi nữa, đồ ăn đâu mà có. Ăn mình ăn bánh mì, mình ăn dưa hấu, ăn bí ngô riết sao chịu nổi, phải có thịt chứ hiểu không? Mà bây giờ dụng cụ mà ông nói là dụng cụ gì đây? Đây, được rồi, đây. Mình sẽ cho bạn coi một cái sáng chế mới của mình siêu hay luôn nữa bạn ơi, chuẩn bị nha. Coi nè, tên. Đây, xin giới thiệu với Kairon. Đây chính là một cái cây súng gọi là biến động vật thành trứng mà tôi bây giờ chế tạo được á, ghê không, ghê không? Ui gì? Biến động vật thành trứng luôn hả? Hay đúng vậy. Đây nè, bây giờ ông coi nha, bây giờ tôi sẽ nạp đạn vô trong coi nè. Sau đó chúng ta sẽ kiếm một cái con vật nào đó. À, ê, mình vô mình bắn cái con gà đi. Nè nè nè, vô đây. Con gà thử đi. Đây, ông nhìn nha, đây chính là con gà đúng không? Bây giờ mình chỉ cần bắn nó. Đó. Wow. Là nó sẽ biến thành quả trứng. Đó. Thì cái này rất là tiện lợi luôn, chúng ta có thể dùng để chúng ta đi gọi là săn bắt động vật mà không cần phải giết bằng nó, hiểu không? Đem về nhà nuôi, hợp hiểu không Kai? Hợp lý. Đó, đúng rồi, bây giờ tôi với ông cùng nhau đi săn bắt động vật thôi nào. Nhưng mà khoan, trước tiên đi ra ngoài mình phải cần có một cái xe. Mà cái xe thì tất nhiên rồi, chúng ta có con gà đây, chúng ta sẽ dùng con gà làm cái xe luôn. Đây, tôi chỉ cho. Ủa gì? Mình dùng con gà mình làm cái xe được luôn hả? Được chứ, trời ơi, mùa đại dịch zombie cái gì chẳng làm được ở đây. Nè, ông coi nữa nè, bây giờ nha, mình để con gà ra nè, thấy không? Thấy không? Rồi, ok. Ok, sau đó giờ mình chỉ cần ngồi lên trên con gà, đấy, là mình biến thành cái xe rồi, mình chạy được. Ghê không? Ôi, con gà này nó cưỡi được tôi không vậy? Trời, giờ tôi nặng lắm luôn á.
Yên tâm đi, ông nặng hay nặng cỡ nào con gà vẫn hơi chở không được. À. Ôi nó chạy nhanh luôn nè, khác không ơi. Trời ơi, chạy nhanh đi. Tôi nói thiệt với ông luôn, thách con zombie nào bắt được tôi với ông luôn á. Thôi bây giờ bọn mình cùng nhau đi săn bắt hái lượm nào, nhanh lên nhanh lên. Mở cửa nè. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Rồi đi ra nhanh lên. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đi săn động vật nào. Ê, bắt con cừu nè. Bắt. Thấy không? Trời, hồi tối hôm qua mình hồi tối hôm qua mình bắt được quá trời động vật luôn mà Chiron thả hết trơn rồi. Trời ơi, giờ phải đi kiếm lại nè. À đây đây có con gà nè, bắt. Đây đây, mình bắn nó cho. Ủa sao bắn không được vậy kìa. Sao cái dở vậy trời, bắn hụt nữa coi tôi nè. Ê, gà nè. Ủa sao bắn hụt quậy trái. Ủa sao bắn hụt quậy ta. Ơi này họ thấy không, tôi bắn trúng rồi nè. Ok lên đây. Lên đây lên đây. Ui. Ok ơi. Sao ở chỗ này tôi thấy con heo nó bị biến thành màu xanh nè cay. Ê con heo này hình như nó bị nhiễm bệnh hay sao ba ơi. Hình như là con này nó à tôi biết rồi, ông có nghe ta hay nói heo tay xanh không? Heo tay xanh. Ừ nghe cũng quen quen á. Đúng rồi, hình như con heo này bị bệnh heo tay xanh này nè, nhìn nó bị biến thành màu xanh nè, mình nhìn cái mặt nó biến thái quá. Thôi cay. Mà tôi nghĩ là con này nha, thường thường heo á nó màu hồng, mà con này nó màu xanh vậy chắc là bị nhiễm bệnh rồi đó, mình không nên ăn nó đâu. Mình đi kiếm con. Đúng rồi, đúng rồi, đi ngay đi ngay. Nè con bò nè, bắt. Đây ok. Bây giờ là mình với Cairo sẽ đi kiếm heo đây nha. Nhiễm bệnh quá trời luôn nè. Heo đây nhiễm bệnh quá trời luôn. Ủa mà sao tôi để ý từ nãy giờ chỉ có mỗi con heo là bị nhiễm bệnh thôi ta, còn mấy con khác nó không bị nhiễm bệnh ha. Hey, tính ra là từ sáng giờ bọn mình gọi là đi săn cũng được nhiều nhiều rồi. Cay để tôi xem coi nè, quá trời trứng gà nè, rồi trứng cừu nè, trứng bò nè. Trời ơi, kỳ này là bọn mình tha hồ mà làm thịt nướng ăn luôn cay, thoải mái luôn. Thịt luôn mọi người, trời đúng nhiều thịt luôn á, thịt quá bò, trời thịt heo quá trời. À nhậu trời thịt heo. À thịt heo thì chắc là bọn mình không ăn được các bạn ơi, tại mấy con heo từ màu hồng nó chuyển có màu xanh rồi cho nên sợ lắm, thôi chứ không ăn đâu, thôi về. Mà không biết là bây giờ mấy cái bà nữ bà có ngủ dậy chưa ha, tính ra là chỉ có hai anh em mình đi săn thôi cay, mấy bà nữ bà lười thiệt luôn á trời. Nãy giờ chắc còn ngủ nữa, ngủ tới tối, ngủ tới chiều luôn quá. Đúng rồi, ăn nhiều vô xong mày ăn ngủ rồi, biết mập cái đầu than thở nha. Ok, thôi về nhà đi nha. Vô đây. Trời. Ôi dạ, trời ơi, cái cửa đâu vô. Mở cửa ra. Vô. Rồi đi vô. Rồi bây giờ nè, mình vô đây mình thả mấy con. Ê, tôi đói quá trời ơi, Cây ơi, Cây. Ông có nhìn thấy những gì tôi đang nhìn thấy không? Tính ra là Tôi có bị mù đâu. Ê, mà hình như là cái ruộng lúa này là của anh em mình trồng mà sao tự nhiên có người vô hái trộm á Cây ơi. Ờ đúng rồi đó, mình còn giờ... đứng đây mình nhìn làm gì giờ. Vậy giờ sao ta? Quýnh nó thôi chứ sao. À, ăn trộm lúa hả? Cái thằng này. Trời đội quá trời ơi, trộm lúa. Ăn trộm lúa nè. Cái gì? Ăn trộm lúa. Ăn trộm. Ủa mày mà ăn trộm đâu trời? Trời. Ủa? Cay, sao nghe cái giọng của cái ông này nghe quen cay. Ấy nhìn mặt ông cũng thấy quen luôn các bạn ơi, nhìn bộ đồ này cũng thấy quen nữa. Hình như là tôi nhớ là màu vàng mặc cái bộ đồ này. Ủa? Có khi nào là ông dịch không ta? Chết rồi, trời ơi, dịch phải không dịch? Ủa anh có phải là anh dịch không vậy? Trời ơi dịch nè, trời ơi nhìn cái màu vàng từ đầu đến chân rồi, nguyên cái làng này của thằng nào màu vàng đâu. Ủa trời, trời tại vì lâu quá em không vào Miniworld chứ này em quên mất skin của anh là như thế nào luôn rồi. Ủa mà dịch ơi, sao nhìn anh thơi thảm quá vậy, phải đi ăn trộm đồ ăn của mấy đứa em hả? Ăn trộm nè trời ơi. Ăn trộm đây người ta qua người ta mượn tạm thôi. Từ lúc anh về làng này nè, thấy làng tan hoang sơ xác luôn. Đã thế anh còn bị mấy cái con quỷ bên ngoài kia nó dí quá trời đất luôn á trời. Anh vừa đói rồi vừa không có đồ gì hết luôn á. Thế anh phải đi lụm rác anh ăn nên hôm nay mới tìm được ít lúa nè. Ủa trời bạn ơi, cái gì mà nghe kinh khủng quá vậy. Ủa mà khoan, tính ra là em với Chiron về thăm làng, dịch cũng về thăm làng, rồi dịch bị zombie tấn công hả? Ừ đúng vậy, anh bị một bầy nó dí cho anh chạy sức quần luôn, dứt đôi tông lào của anh ở ngoài kia luôn vậy. Trời ơi tội nghiệp dịch quá Cai ơi. Chiron quá trời ơi, cho dịch đồ ăn nè. Trời ơi. Đồ ăn, trời ơi, thịt gà. Trời ơi, bình tĩnh trời. Ăn từ, coi chừng mắc nghẹn á. Thôi được rồi, trời. bây giờ may quá gặp lại được anh rồi. Em cứ tưởng là team mình gọi là ai cũng biến mất hết rồi, ai về đâu vẫn còn dịch. Thôi được rồi, bây giờ nha, đi vô trong nhà đi. Bọn em sẽ làm món bánh mì kẹp thịt cho anh ăn. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đi vô trong nhà nó cắn mình chết luôn á. Anh về nhà đâu được đâu. Đâu, bọn em đang sống trong trường học nè, chứ đâu có sống ở trong nhà của bọn mình nữa đâu. Nhà bọn mình giống bị tấn công quá trời rồi. Qua đây. Ai, vô đây. Tội nghiệp dịch quá, vô đây đi, em nấu đồ ăn cho dịch ăn. À, mấy cái bánh kem này. Ôi, mọi người qua đây trốn trong trường học làm căng tin làm chỗ chứa luôn rồi. Đúng rồi, mà khoan nha, mấy cái bánh này nó hư hết nha, đừng ăn nhanh, để mấy năm rồi đó. Ok. Rồi để em nấu đồ ăn cho dịch ăn nha, tội nghiệp dịch quá. Ok. Rồi nè, để em nướng thịt cho dịch ăn nha dịch. Trời nhìn dịch tội nghiệp quá nè, quá trời thịt luôn. Mà khoan từ, tính ra có hột quẹt không cay?
Không có đâu rồi, chắc là tôi không có đâu rồi. Đây, để tôi xíu, để tôi dịch cay cay lên, lấy hột cái hột quẹt xuống đây bật lửa nướng thịt cho dịch ăn nha. Ê. Ê gì vậy? Bình tĩnh đây, bình tĩnh. Cái này là thịt sống, cái này chưa ăn được, bình tĩnh ăn vô đau bụng của ba. Bình tĩnh ăn được. Đây, bình tĩnh cay đây. Làm lẹ lên đi. Đây đây. Bình tĩnh, em đang nướng nè. Từ đó nó đang nướng nè, để tí. Nó chín rồi mới ăn được. Trời ơi, đâu dữ vậy? Đợi tao, trời ơi, ông tính ra ông đói lắm luôn rồi, cay tội nghiệp dịch quá. Trời, ông đói lắm luôn á, trời ơi, trưởng team của mình không ngờ lại có một ngày như vậy. Không ngờ anh trưởng team đẹp trai của chúng ta ngày nào bây giờ phải nhịn đói nhìn khác và ăn uống như thế này, tội nghiệp quá. Ăn thêm đi anh, nhiều lắm, còn nhiều lắm, ăn đi anh. Trời ơi, cháy lên đi, lửa thiên cao nguyên. Mà cháy nhanh lên, cháy đi, cháy lại lên. Thôi, được rồi, bây giờ nè, mình cứ để cho nó nướng đi. Giờ em hỏi dịch nè, ủa? Dịch ở đây có một mình thôi hả? Tính ra là tại sao anh vào trong làng mà anh không nói cho em biết, để em với Kai còn ra đón anh. Chứ bây giờ làng mình zombie quá trời rồi, anh về làng một mình rất là nguy hiểm luôn á. Tào lao, biết anh hỏi em nè. Em bước chân vô một cái chỗ mà đến tận mấy chục con zombie ở dí em, thì em còn thời gian để mà nghĩ đến chuyện là đi kiếm ai nữa không? Em chạy sức quần em luôn á. Thì em biết là như vậy. Nhưng mà anh ít nhất anh phải nhắn tin Facebook cho em là anh đã về làng, để em biết anh ra đón anh chứ. Anh về cái làng thành cái làng hoang luôn, không biết em có sống hay là em bị mất luôn rồi. Bây giờ mới gặp em này, chờ ai biết đâu trời. Ai, ủa vậy là bây giờ là anh về làng là anh ở có một mình thôi hả? Ở một mình hả? Đâu? Trời ơi, anh đâu ở một mình đâu. Chứ anh ở với ai? Anh ở với cả cá mui. Ủa, còn cá mui hả? Ủa em tính ra em tưởng là chỉ có mình và thôi, hóa ra còn cá mui nữa hả? Đúng rồi, bà cá mui bà ở cùng với anh đó, nhưng mà bà ấy con gái, bà ở nhà, anh không dám cho bà chạy ra ngoài bởi vì bà lùn lắm, bà chân ngắn chạy không lại với con zombie đâu. Đúng rồi, bà cá mui bà có 1m5 mà bà ra ngoài mấy con zombie đuổi theo, bà chạy còn lâu mới nổi rồi mấy con zombie. Mà khoan anh ơi, em nói anh nghe nè, mấy con zombie có bắt được bả cũng không thèm ăn thịt bả đâu, zombie nhiều khi nó không thích ăn thịt bả. Trời ơi, tao là bà nghe thế rồi bà quýnh còn hơn mấy con zombie nó tắt vô đầu á. Giỡn mà. Nhưng mà khoan, tính ra là bây giờ dịch ở đây, còn cá mui ở đâu? Bà cá mui hả? Thì cái hôm bữa ấy là anh vô làng ấy, rồi mới con zombie nó xí chạy sức quần luôn. Mà thế là không tìm được chỗ nào chui, thế là ăn với cả cá mui chui vô sở thú. Chỗ đó có hàng rào, may mình còn chắn được, hiểu không? Vậy là hay bây giờ là hai người đang sống trong trong sở thú hả? Trời ơi, tội nghiệp. Đúng rồi, anh thì sống trong chuồng vịt, còn bà sống trong chuồng chó. Cái gì ông nội? Chuồng chó sói hả? Trời, tào lao nói không rõ ràng gì hết trơn à. Ơi, ủa vậy tính ra là bây giờ nè, có Phong Cận nè, Kairon, Mr. Dịch, rồi Simmy, Sammy và Kamui, vậy là được 6 người rồi. Vẫn còn thiếu 2 người nữa của thành viên của Hero Team, vẫn còn chưa kiếm được các bạn ơi. Ơi, không biết bao giờ thì gọi là biệt đội siêu nhân của chúng ta mới có thể tụ hợp được gọi là đầy đủ tất cả 8 người đây. Nhưng mà thôi, bây giờ nè, em nãy giờ nướng cũng được hơi hơi nhiều thịt rồi đó. Bây giờ mình đem thịt qua cho Kamui ăn đi anh. Chắc em nghĩ Kamui cũng đói bụng rồi đó. Trời ơi, mấy hôm nay bà chuẩn bị cạp cỏ thay cơm á, đi lại lên con bà ngước thử đó, lại lên trời lại ơi, trên đường này. Tội nghiệp quá à. Mấy em nói thiệt luôn á, Kamui vô trong sở thú, Kamui sống, em thấy tội nghiệp cho mấy con thú trong sở thú á. Kamui làm thịt rồi đó, đúng không anh? Sao em biết hay vậy? Mấy hôm bữa là giờ bà vô cái là mấy con thú nó bỏ đi nơi khác, nó kiếm ăn rồi, chứ nó ở đấy nó lấy gì nó ăn trời. Trời ơi, em nói thiệt nha, cũng may là trong sở thú nó nuôi mấy con động vật quý hiếm á, chứ gặp mà nuôi mà mấy con động vật mà bình thường như nuôi heo nuôi bò là bả giết hết, bả làm thịt bả ăn luôn. Ơi thôi được rồi. Biết đâu hôm bữa bả vừa thò mặt vô cái con voi thấy mặt bả nó phá chuồng nó chạy luôn rồi. Gì ghê vậy? Gì ghê vậy? Thôi đi qua đó bả đi. Rồi đây, rồi đây, bà, đây, qua bà đây cá mui đâu dịch? Bà cá mui đâu? Trời ơi bà cá mui à bà. Ủa trời ơi, trời, tại sao mà trốn trong sở thú rồi mà mấy con ma sói nó vẫn tìm thấy được bà Kamui vậy? Ôi dịch, dịch quá, giật nhiều quá. Dịch ơi, biến hành siêu nhân quýnh bằng nó đi anh, nhanh lên. Biến chứ con khỉ ấy, làm gì có đồng hồ đâu mà biến. Hả? Ủa, tính ra là cái đồng hồ siêu nhân của anh đâu? Trời ơi, đồng hồ của anh nó rớt đâu ấy, nó mất lâu rồi trời. Trời ơi trời, giờ sao giờ? Thôi được rồi, mệt quá. Vậy là tính ra là chỉ còn có mỗi mình với Sammy là vẫn còn giữ đồng hồ siêu nhân thế bạn ơi. Thôi để mình biết hình thế nào. Rồi, siêu nhân Hero Team. À không, nhầm, siêu nhân tứ trụ biến hình. Hay. Hay da. Mấy con ma sói này chuẩn bị biết tay tao. Ôi, cái gì? Ôi, coi chừng con ơi, trời ơi, trời ơi. Sao luôn kìa.
Tính ra là siêu nhân người ta biến hình phải để ta giới thiệu tí chứ chưa kịp làm gì nó nhào vô tấn công rồi bạn ơi. Mày tấn công rồi. Tấn công nè. Yên tâm, tôi đánh một phát nó bay lên trời rồi nè, rơi xuống chiếc queo này. Này thấy hay chưa? Quá, chết queo. Ơi, hay quá ông ơi. Để tôi còn con còn lại đúng không? Rồi. Đó. Quá mạnh luôn, quá mạnh luôn rồi rơi xuống đây. Đây luôn hả? Trời ơi, quá đơn giản. Ủa khoan là Mui ơi, Mui sao vậy? Ủa, ai vậy? Cảm ơn có sao vậy? Nhìn em mà không nhận ra em là ai sao? Em chính là Phong Cận đẹp trai đây. Chị nhớ em chưa? Ủa Phong hả? Đúng rồi. Thế thì bên này là Chiron đúng không? Đúng luôn. Trời ơi, không lẽ là Mr. Dịch mà. Ủa, đúng rồi. Sao nhìn Phong thì ngờ mà Chiron thì phèn vậy? Tại vì là em là đang mặc bộ giáp siêu nhân, tất nhiên phải ngầu rồi. Ủa mà khoan, tôi biết vậy tôi không tới tôi cứu ở đâu trời, bà chửi tôi phèn. Thôi kệ đi mệt ông quá. Thôi mình bả con gái mà đừng có giận dỗi gì bả thế. Ok, Okamui ơi, trời tôi nghiệp chị quá. Chắc chị đói bụng lắm đúng không? Em nghe nói là Dịch bảo là chị sống trong sợi thú rồi, không có đồ ăn gì hết rồi đúng không? Chị đói em là mấy ngày nay đói quá trời, còn đất có rồi ăn mấy cái lá cây ở trên kia thôi. Đói quá trời luôn nè. Tội nghiệp chị quá. Ai, trời ơi bạn ơi, mấy con zombie đáng ghét. Bọn nó xuất hiện ở đây khiến cho gọi là mọi người trong Hero Team ai cũng phải chạy trốn hết. Ngay cả anh Dịch chuẩn team với lại chị Kamui mà còn phải chạy vô trong sở thú núp ở trong đây. Bởi vì là trong sở thú có hàng rào, zombie nó chạy vô không được, các bạn hiểu không? Mà không hiểu sao nãy mấy con ma sói vẫn vô được hả? Ê, tôi thắc mắc là nãy giờ ông Dịch ông đi đâu rồi? Hả ông Dịch đi đâu ta? Ê trời. Ủa làm gì vậy đây vậy Dịch? Dịch làm gì đó vậy? Ai Dịch tính ra là anh Nam tự hán gì, nam gì người ta gọi là gì, nam tự hán đại trưởng phu, nam tự hán đại trưởng phu ha, con gái bị tấn công rồi anh leo cây anh núp. Trời ơi, hai thằng bày đặt nam tự hán đại trưởng phu, một thằng cầm bồ cào, một thằng cầm rìu, can cãi với cả thằng cầm cái đùi gà thào hơn trời. Em đi đâu mấy ngày nay tôi bảo vệ ông rồi á, không nhưng mà có hôm nay tôi bảo ông đi lấy đồ ăn để xem như thế nào mà đồ ăn đâu rồi. Trời ơi, bà bảo vệ cái gì, tôi cũng mà tôi bảo vệ bà thì có mà tôi bảo vệ bà thì ít, mà bảo vệ mấy con thú trong sở thú là nhiều á. Phong biết không, bà mới vô hôm nay là được, ngày hôm nay là ngày thứ ba thôi mà bà ăn hết 6 con rồi. Trời, cái tính ra hồi nãy bà nói em là bà không có gì ăn, bà phải ăn lá cây với anh. Em nhìn hàng hồi đó là sở thú mình nuôi quá trời đất thú động vật luôn, là em đếm xem có còn con nào không. Tính ra là nhớ hình như lúc trước ở trong đây hình như là mình có nuôi nhiều động vật lắm mà ta, sao bây giờ không. Ui vẫn con cá mập nè. Không, chị Kamui à, zombie nó chỉ ăn thịt người thôi chứ nó không ăn thịt của mấy con động vật đâu. Kamui ham ăn quá Kamui ham ăn quá. Chắc chắn là Kamui là ăn hết thịt mấy con voi trong sở thú rồi đúng không? Nghe là biết rồi. Không có, là vịt ăn đó, chị có ăn được miếng nào đâu thề. Thôi đừng xạo nữa, nhưng mà cũng may là vẫn còn có con cá mập nữa bạn ơi. Đó, con cá mập chắc mình đem con này về mình nuôi với bạn ơi, tội nghiệp đó quá. Thôi được rồi, bây giờ nè, chúng ta đã tìm được Kamui với Mr. Dịch để bạn ơi. À quên, từ nãy giờ quên hỏi. Ủa Kamui, tính ra cuộc sống chị dạo này ổn không? Chị có muốn về với bọn em, sống với bọn em không? Tại vì á, bọn mình ở chung với nhau á, để tránh bọn zombie với lại là bọn em có nhiều đồ ăn cái kiểu khỏi phải lo, hiểu không? Thế thì bọn em có vũ khí không? Có đồ ăn không? Có chỗ ở, chỗ ngủ không? Có đệm không? Rồi có mọi thứ đầy đủ không? Tính ra là nãy giờ đang đại dịch zombie á bà. Đang đại dịch zombie á. Cũng may là bả chưa hỏi là có resort 5 sao rồi có rồi bãi biển rồi đi tắm biển rồi có đồ ăn nhà hàng 5 sao. Trời ơi, thôi được rồi, mệt quá, bây giờ chị về chung bọn em đi. Tính ra team mình bây giờ là có 6 người rồi đó bạn ơi. Vậy chỉ còn thiếu mỗi Mimi với anh Siro là chưa tìm thấy được tung tích của họ đang ở đâu thôi. Không biết là hai người đó đang ở đâu ta. Nhưng mà không sao, dù gì anh em chúng ta cũng đã tụ hợp lại với nhau rồi. Ủa mà khoan, về đây. Tính ra là đồng hồ siêu nhân của anh đâu? Đồng hồ siêu nhân của anh à? Nó rớt đâu rồi trời. Hồi bữa là trước khi anh về làng á, anh tính vô nhà anh để tìm cái đồng hồ siêu nhân đầu tiên luôn á, mà cuối cùng anh lục hoài không thấy luôn, hay là mấy con zombie trộm chó đó ăn trộm rồi. Có khi nào à mấy con zombie nó vô nhà Dịch xong nó lấy đồng hồ siêu nhân rồi sắp tới này biến thành zombie siêu nhân luôn ta, cái đó là hơi bị khó đánh lại nha. Lúc đó là mình đánh không lại nó đâu anh. Thôi được rồi, mệt quá. Bây giờ nè, Kamui với là Dịch đi về chung với bọn em đi. Chúng ta gọi là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, trong mùa đại dịch như thế này, anh em người ta người thân vẫn là cần thiết nhất. Thôi đi đi đi. Đi về mình ơi. Tội nghiệp hai người quá. Em nghe nói dạo này Cam nhìn Dịch gầy gò ốm yếu, Kamui càng ngày càng bự ra. Em chạy lẹ lên, em về nhà em giấu đồ ăn đi, không mà Kamui về là không còn đâu, cũng chẳng còn cháo đâu trời. Thôi rồi, về nhà. Đây, giới thiệu với hai người, đây là chỗ ở của bọn em nè, đi vô. Ôi chỗ ở gì hiện đại dữ vậy?
hiện đại gì, cái này là em tự sáng tạo á, chị thấy không, cái này để chặn mấy con zombie nó không chạy vô nhà mình nè đó. Hồi nãy á là chị chạy vô sở thú chị trốn đúng không, nhưng mà ở trong đó là nó không có cổng rào cho nên là zombie nó vẫn có thể vào được, còn ở đây là bọn em xây nguyên cái này, bọn em chắn lại còn lâu con zombie nè nó mới chui vô được trong đây của bọn thì em. Thì ra là vậy, bảo sao á, thỉnh thoảng chúng nó cứ xuất hiện liên tục mà em chị chạy gần chết à. Đúng rồi, mà ca mui lùng tịch à, ca mui sao chạy lại mấy con đó nha. Đúng rồi, ca mui làm sao chạy kịp. Thì các bạn khinh thường ai đấy, các bạn khinh thường ai, các bạn khinh thường ai. Thôi được rồi, bây giờ nè, giờ để em sắp xếp thế này đi. Là ở trên cái trường học này á thì hiện tại có rất là nhiều phòng học luôn. Cho nên á là bây giờ chị ca mui lên, chị ca mui ở chung với mấy bạn nữ đi, còn dịch ở chung với bọn em, được không? Ok. Rồi, anh ở chung với ai được, trời, không ở chung với bà ca mui đâu. Bà ăn ghê lắm, bà ăn hết thịt đồ ăn của người khác đâu có chia cho ai đâu trời. Ờ, anh yên tâm đi, đồ ăn bọn mình để bên phòng nam mà phòng nữ đâu có đồ ăn đâu đúng không á. Cho nên mình lấy mình ăn hết. Ok, vậy đi. Hay, được rồi. Ủa mà khoan cho em hỏi này coi. Tính ra là dịch với ca mui gọi là mấy ngày nay gọi là có đi vòng vòng có kiếm được gì không? Tại vì bây giờ đang đại dịch zombie á là mình phải có gọi là kiếm thật là nhiều thức ăn với lại vũ khí thì càng tốt. Hai người có gì không? Có gì à? Có thì có nè, lúc nãy á trên đường về đây á chị thấy quá trời trái cây luôn, là chị vừa đi cùng với mọi người á, chị vừa hái luôn nè. Ở đây có quả đào nè, có dâu nè, có cam nè, nói chung là có chị nãy chị thấy nhiều lắm, nên là chị có bao nhiêu chị vặt hết nè. Ồ, hóa ra là ca mui cũng kiếm được nhiều trái cây nữa nè bạn ơi, trời đúng thứ em cần luôn. Tại vì chị biết sao, bọn em á thì đang nuôi rất là nhiều động vật, có trồng bên kia có trồng lúa dưa hấu đồ bí ngô đồ kìa, nhưng mà ngày nào cũng ăn thịt bí ngô dưa hấu thì sẽ rất là ngán luôn. Cũng may là ở đây có cà rốt nè, khoai tây nè, chúng ta có thể làm món cà ri đó, mấy cái quả đào thì chúng ta có thể ăn chán miệng. Còn ở đây có thêm mấy cái quả gì đây, mấy cái quả gì nhìn lạ quá nè, biết đâu mấy cái quả này nó lại có ích lợi cho chúng ta trong thời gian sắp tới thì sao. Thôi rồi, bây giờ bốn người ở đây, có bốn người đi, còn hai bà nữ kia hai bà đi ngủ mất tiêu. Thôi để hai bà ngủ đi. Bây giờ nha, bốn người phụ em cùng nhau gọi là trồng một cái khu vườn gọi là thật là nhiều trái cây luôn, chịu không? Ok, được luôn. Cái này hay, okay. Sau đó chị sẽ là người được ăn nhiều nhất đó, tại vì cái này là hạt giống của chị đưa mà. Ok, chị muốn ăn gì à, chị ăn. Ok rồi, rồi chị muốn ăn gì mà ăn, mệt quá. Thôi là bây giờ nè, Kairon đi trồng mấy cái quả dâu đi. Dịch thì trồng mấy quả cái gì khoai tây đi. Cá mui thì đi trồng mấy quả đào đi. Còn mấy cái quả trái okay. Trái cam, mấy cái trái còn lại thì để em trồng. Ok, rồi. Ok đi thôi. Chúng ta cùng nhau trồng trái cây nào bạn ơi. Let's go. One eternity later. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy xung quanh của mình là gì không? Xin giới thiệu với bạn, bọn mình đã hoàn thành xong được khu vườn của bọn mình rồi đây. Trời ơi, nhìn vô cùng thơ mộng luôn các bạn ơi. Đây bạn coi nè, ở chỗ này mình có trồng cây táo nè. Nhưng mà cái cây táo này có vẻ nó hơi ít trái bạn ơi, nó mọc được có tí à. Còn bên đây thì bọn mình trồng rất là nhiều cây đào luôn. Bởi vì quả đào ăn rất là ngon. Và bởi vì là quả đào này các bạn ăn vô á thì các bạn sẽ được tăng rất là nhiều gọi là phần trăm đói bụng luôn. Cho nên cái cây này rất là quan trọng nha. Đấy, để mình ăn thử cho cây đào chị trồng là nhất. Trời ơi, chị trồng hồi nào, cái này tính ra là em trồng mà chị trồng hồi nào xạo xạo. Ê, này em phân công chị trồng mà. Ừ ha, tính ra ca mui trồng mà ta. Ừ, nhưng mà em cũng có phụ chị mà. Ở bên đây thì mình có trồng thêm chuối nè. Ủa mà khoan, tính ra hồi nãy tôi nhớ đâu có ai có quả chuối đâu mà sao mấy ông trồng được hay vậy? Giấu á, giấu á. Giấu á. Trời ơi, vậy là chắc chắn là anh Dịch có chuối mà anh Dịch giấu rồi. Ok, ở bên đây có trồng mấy cái quả chuối nữa bạn. Đây chúng ta có thể hái chuối chúng ta ăn hàng ngày nha, rất là ngon luôn. Nhầm nhầm nhầm, đấy, có đồ ăn để ăn rồi. Còn ở bên đây nè, thì mình còn trồng thêm một cái cây thông nữa bạn ơi. Bởi vì cây thông này chúng ta có thể lấy hạt của nó để chế tạo hoặc là chúng ta có thể dùng để ăn. Đấy, rất là tiện lợi luôn nha. Và ở bên đây từ nãy giờ tôi để ý nè cây. Ở chỗ này nè, mình trồng rất là nhiều cây chuối đúng không? Mà cây chuối nào cũng cao hết, có mỗi cây bên đây lùm tịt. Cái cây chuối bé tí tẹo này chắc chắn là do ca mui trồng chứ không ai hết, là chắc chắn luôn, đúng không? Dạ. Đúng luôn. Này này này, từ nãy giờ chị không động gì đến chuối nha em. Thôi, cái này là cái cây lùm tịt y hệt như chị nè, chủ nào tới nấy là chị trồng chắc luôn nè. Ok bạn ơi. Vậy là trong tập hôm nay nữa bạn, bọn mình đã có thể trồng được nguyên một cái khu vườn ở trong trường học. Vậy là từ nay bọn mình sẽ không lo về phần gọi là thức ăn nữa, bởi vì bọn mình vừa có nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà, bọn mình còn vừa có gọi là trồng lúa, trồng dưa hấu, ở bên đây còn trồng thêm cả trái cây nữa, rất là tiện lợi luôn. Và hôm nay không những vậy mình còn gặp được ca mui, anh Dịch nữa bạn ơi. Vậy là team mình coi Phong Cận, Kairon, Mr. Dịch, ca mui, Simi, Sammy, vậy chúng ta đã được 6 người rồi bạn ơi. Vậy chỉ còn có thiếu 2 người của Hero Team nữa thôi. Hey, liệu rằng trong những tập sau không biết mình có kiếm lại được Mimi với lại là Siro không ta. Mấy bạn nhớ hay bình luận cho mình biết là Siro, Mimi, mấy bạn nghĩ là hai người họ đang ở đâu nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồng, tạm biệt. Bye bye. Ê, đừng quýnh nhau các bạn. Siêu nhân mà sao lại quýnh nhau thế.